Cá Humphreyhead glassfish, hay còn gọi là cá thủy tinh đầu bướu trong tiếng Việt, là một loài cá nước ngọt đặc biệt lần đầu tiên được mô tả vào năm 2003. Đây là một loài cá nước ngọt độc đáo với hình dáng giống cá biển. Cá thủy tinh đầu bướu có ngoại hình tương tự như các loại cá thủy tinh khác, tuy nhiên, nó sở hữu một đặc điểm nổi bật là một bướu nước đặc biệt trên đầu, cùng với kích thước lớn hơn nhiều so với các loài cá thủy tinh khác. Loài cá này thuộc họ cá cổ đại có tập tính ăn thịt, và khi trưởng thành, cá thủy tinh đầu bướu có thể đạt chiều dài khoảng 8 cm. Chúng chủ yếu phân bố ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là trong các lưu vực sông Sangguin và ở các vùng miền Đông Nam Myanmar và Tây Bắc Thái Lan. Môi trường sống tự nhiên của chúng thường là các con sông rộng lớn với nước trong và chứa nhiều oxy, thường gần các khu vực nước chảy mạnh và vùng nước nông lớn. Điều này cho thấy chúng yêu cầu điều kiện nước khá đặc biệt để phát triển khỏe mạnh. Một trong những điểm nổi bật của cá thủy tinh đầu bướu là vẻ ngoài quyến rũ với mái bướu lưng hình núi đặc trưng và cơ thể trong suốt giống như kính. Những đặc điểm này tạo nên một ngoại hình độc đáo, cuốn hút và đầy hấp dẫn. Mặc dù loài cá này không phổ biến trong ngành thủy sinh, nhưng với vẻ đẹp và khả năng thích nghi của chúng, cá thủy tinh đầu bướu đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đam mê cá cảnh và những người yêu thích việc nuôi cá. Trong quá trình nuôi cá thủy tinh đầu bướu, chế độ ăn của chúng khá tương đồng với các loài cá thủy tinh khác. Trong giai đoạn đầu khi làm quen với môi trường nuôi mới, chúng cần được cung cấp thức ăn sống và đông lạnh như giun và tôm để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển. Sau khi đã thích nghi với môi trường mới, chúng thường chấp nhận thức ăn đông lạnh một cách dễ dàng hơn. Một điểm quan trọng cần lưu ý là tất cả các loài cá kính, bao gồm cả cá thủy tinh đầu bướu, đều là những loài ăn thịt cơ hội với miệng rộng và khả năng ăn các loài cá nhỏ hơn như cá guppy con và cá neon con. Phân biệt giới tính của cá thủy tinh đầu bướu khá đơn giản. Trong số các cá thể có cùng tuổi, cá trống thường có kích thước lớn hơn và bướu đầu rõ rệt hơn so với cá mái. Điều này là một chỉ số đáng tin cậy để phân biệt giới tính. Nếu bạn là một người yêu thích cá cảnh và đang nuôi cá thủy tinh đầu bướu, hãy chia sẻ hình ảnh của chúng để cùng chiêm ngưỡng và trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng những người cùng sở thích. Tạo cơ hội để giao lưu và kết nối với những người cùng đam mê cá cảnh. Nota Shop Việt Nam rất vui được chia sẻ thông tin này với bạn.